video tiếp theo em xin phép chào tất cả anh chị em ha. Quần áo lính Mỹ đã qua sử dụng giá rẻ cho anh em giá lao động này. Đầu lai lên quần áo rần ri vải kaki nha anh em. Rần ri vải kaki ha. Vai của nó là 51. Vai 51, dài áo là 78. Vai 51, 78. Đấy, chất vải kaki màu đều và đẹp luôn này ha. Màu tem US Army này. Sau đều và đẹp. Con này chỉ có gỡ tem ở đây thì nó gỡ chứ không chẳng có mất màu. Cái độ mới của nó cao đến nỗi là nó đều màu nhau luôn đấy ha. 65, 75, à quên, 93, 96%. Con này là 80 đến 90 kg. Một tem, hai tem. Chốt chúng em con này giá là 100.000, mã 53, mở hàng đầu like giùm em nhé. 100.000 thôi. Tiếp con satin, à con kaki tem vàng nhỏ này dành cho nữ à. Ở sau là nó kích tà nha. Có tà trẻ nha. Vai của nó là 42. Dài áo là 63, kaki tem vàng hàng cấp phát. Màu xanh ô liu ạ, bên hông nó trẻ tà này. Con này chỉ được 40-50 kg à. 40-50 kg thôi. 40 đến 50 kg. Trẻ kích tà. Chốt chúng em con này là 200.000 mã 53. 200.000 mã 53. 200.000, con này bình thường 500-600.000 đấy chứ. Bán 200.000 mã 53. Cái một con lót của áo Badassi nữa này anh em. Ai vừa size nào mình chốt size đó nha. Con này là size X-Large. Ai mua con áo Badassi X-Large rồi thì chốt con áo này về là ấy nha. Con này là chuẩn hàng của lính Mỹ đó. Ở trong này cúc này. Trời ơi em nói thiệt là mấy anh mà cần mua núc á, chốt ngay con áo này về lấy núc này. Bao nhiêu cái núc này là tìm không ra hàng thế chiến. Áo giả áo nỉ, mấy cái núc này là tìm lòi con mắt ra nha. Nhưng mà con này thì núc bao la không? Núc này, núc bao la này. Anh nào mà cần tìm núc này màu nâu này, là mua ngay con này để lấy núc. Rồi size large, X large. Áo đều đẹp, 190.000 mã 52. Anh à, anh gì đó. Lấy núc, tìm núc này là phải mua ngay con này có 190.000, con này em bán 300-400.000 thì bán 190.000. Tiếp con này là áo ấm. Nhưng mà cái màu nó là nhữ bò tót. Bán siêu rẻ luôn, áo bao còn mới lắm. Bán rẻ có 100.000. Trời ơi, nó to và nó ấm, anh em có thể bận được cái mặt trong này cũng được nè. Mặt trong này thì không được, tự mình trở thôi chứ nó di kéo của nó co chiều quá. Vai của nó là 64. Dài áo là 82, 64, 82, áo thì đẹp lung linh. Mới keng, có cái màu làm cho mình chói. Anh nào mà thích đi vào ban đêm mà cần ấm thôi nên chốt con này có 100.000 à, 890 kg. Trong này còn có cái túi nữa chứ. Chốt cho em 100.000 mã 51, siêu tẹt ga luôn này, khô máu luôn này. Chốt nhanh con đó nha anh em. Con này nữa này, con này là áo ấm, áo ấm ngụy trang lá cây rừng. Mấy con này bình thường bán 600.000 đó. Ở trong thì cái lốt của nó màu vàng vàng. Con này ấm thì cũng không lắm đâu nhưng mà nó có vẻ là mùa đông. Vai thì lấp lăng không có đo được vai nha. Em đo chiều dài này. Dài áo là 77. Dài áo 77. Đấy, vải dày như của Mỹ luôn. Con này có khả năng là của Mỹ này. Đẹp quá. Có khả năng là của Mỹ đó. Đây, có cái tem đây cho anh em đọc cho nhanh. Em đọc nhiều khi mắt nhòa nhòa, em đọc tật chứ. To, con này là to nha.
8 đến 90 kg. Mà dài là phải cao trên 1m74 đó. Đẹp không? Quá trời là đẹp. Chốt 200.000 mã 50. 200.000 mã 50. Trời, con này mới máu này. Con này mới sốc này, con này cũng mùa đông và ngụy trang luôn anh em ơi. Mùa đông ngụy trang mà liền quần luôn nha. Ai thích liền quần chốt này. Mùa đông ấm lắm. Ở trong thì có cái tem này. Không phải hàng cấp phát của lính Mỹ đâu ạ. Con này là vai của nó là 63. 63 to nha. Cái bụng của nó là 112. Anh em nào là 8-90kg là bận được. 8-90kg là bận được. 112 nha bụng ạ. Cái bụng là phần to nhất. Nói 8-90kg mà anh em có 70kg mà cái bụng to trên 112 là cũng chịu thua. Rồi, cái chiều dài là 88-16, 1m76. 1m76. Dài 88. Rồi, mùa đông nha anh em, ấm nha. Ta review coi nó có lỗi lầm gì không nè. Đẹp thì rất là đẹp rồi đó. Dây kéo nha. Đẹp thì rất là đẹp. Coi có bị gì không. Quá trời đẹp luôn. Nghiêng nước nghiêng thành luôn. Không có thấy lầm lỗi gì hết. Không có lầm lỗi gì hết. Đẹp tuyệt vời. Đây không phải. Rồi bán rẻ con này 190.000. Mã 58. Chú cho là mẹ ơi. Bán rẻ con này nha. Nói số ký em năm mấy ký em chui vào cho anh em coi này. Không nhất thiết phải to đâu. Nhưng mà cái bụng mình to nhất, cái vòng to nhất là phải dưới 112. 120 chứ không? Là em đo trăm mấy đó. Con này mùa đông anh em quất một bộ vậy là bon bon đi mất dép. Vợ có đuổi đi nữa khỏi lo là bị chết rét. Đấy. Cao nha, anh em phải cao chứ còn thấp như em thì không vừa. Em bận này. Nó còn thừa đâu tầm này thôi. Thừa đâu 40 à, 450 phân à. Ừ. Rồi, 190.000 ăn cái là hết. Ăn tô bún tô phở là hết. Còn mua bộ đồ còn tha hồ anh em bận, còn cứu trợ anh em được qua mùa đông ha. Ai ưng thì chốt giùm em này. Mã 58. Cái một con áo đi tuyết nha anh em. Áo này là đi tuyết chứ không đi mưa được. Và đi mưa thì mưa nhỏ chứ không mưa to được. ACU hàng cấp phát của lính Mỹ. Hàng chuẩn cấp phát nha. Size medium. Tem còn rất là mới này. Anh em hay đi buổi sáng đi câu hoặc đi đâu bốc vác cái gì mà có nước thì bận con này khỏi ướt. Con này là 8-90kg luôn được đó. Medium nhưng mà 8-90kg đó. Mới kem. Em khỏi bận à. Chốt giùm em 200.000 mà 49. Áo này bình thường em bán 500.000. Nếu mà người bán mà không biết phân biệt thì nghĩ con này là áo đi mưa. Nhưng mà thực ra là nó đi mưa nó sẽ ướt đấy. Mưa nhỏ thôi. Mưa to là ướt đấy. Chốt giùm em đi em. Tiếp một con áo ACU. Con này là bụng binh ACU ha. Chất vải caro. Con này là vai 51. 75-85kg. Dài áo là 76. 75-85kg. Con này đều và đẹp luôn này. Bán rẻ con này nha. 50.000. Mã 47. Bán rẻ luôn này. Mã 47 nha anh em. Có một con áo của em bé. Bữa nay là bòn mót nha. Nói hàng về chứ em rước được một lô hàng của một khách thì em bán cho anh em đó. Được có mấy cái thôi, không còn nữa đâu. Còn sót lại một số. Cũng
cũng đang còn còn đấy. Đầu tiên em lên cái con này là hàng thời trang của trẻ con này chỉ được một tuổi. Chốt cho em bé 1-2 tuổi này 200.000 mã 48. Con satin này này à, thực ra là em bòn mì tôm như con này bán, không biết có người chửi, chắc có người chửi à. Satin của Mỹ tiền triệu mà nó rất lũng như thế này, này. Bán rẻ nha. Hơi bụi. Con này hơi bụi á. Đấy, xinh lè. Bao hàng cấp phát có một tem lụa, được 50.000 cái tem rồi đó. Áo thì lũng một phát đây, về mạng bẩn mát cực đỉnh nha anh em. Nói về nó là mát cực đỉnh nha. Ở đằng sau thì nó bị dơ này. Đây rách lũng này. Mà nó vẽ cái gì lên trên người á. Nó vẽ đây này. Lũng này. Rồi. Em đo vai và chiều dài. Vai là 46, 6-70kg. Dài áo là 72, 75kg vẫn được. Nếu mà người thon gọn 75 vẫn được. Có cái người bụi em bật quá. Nó ngột luôn ạ. Bon chen 75 được bình thường. Rồi chốt giùm em 150 thôi. Mã 59 150.000. 150.000 mã 59. Tiếp một cái lót. Lót M số 5 nha em. Có một cái lót của M số 5. Con này là size medium. Hàng cấp phát nha. Medium. Ai qua áo medium rồi thì chốt cái lót này dùm em này. Mới không lắm nhưng mà nó không có cũ lắm. Nằm trung bình. Ở đây này dơ nữa này. Không bị dơ đây này. Ở bên trong thì không có lủng rách gì hết nha. Bán rẻ luôn. 400-500.000 giờ bán rẻ. Con này 200.000. Mã 60. Medium nha. Bán rẻ một nửa rồi đó. Tiếp một con này là khúc cây ạ. Áo ngụy trang khúc cây. Cái này áo thun nha anh em. Bề ngang là vai là 59. Dài áo là 73. Thun này không có co giãn được bao nhiêu đâu ạ. Nhẹ nhẹ thôi. Cái mũ, có mũ này. Con này là 80-90kg. 80-90kg. Tốt cho mấy em, con này là 100.000 mã 56. Áo còn đẹp, rất là đẹp nha. Tiếp con này là kaki tem vàng. Kaki tem vàng 4 túi. Con này mất tem rồi. Mất tem rồi. Dây kéo em. Cái bụng của nó là 70 x small. Dài quần 102 ạ. 102. Bị dính sơn này, sơn nước này. Trên này dưới một sơn nước đầy luôn này. Em nhìn trên cái màn của dùm em nhá. Dính sơn nhưng mà quần thì xanh đều màu. Dính sơn này. Đây, dính sơn nha. Dính sơn nha. Em bán con này 150.000 mã 55. Hai tem luôn. 150.000 mã 55 ạ. Đấy một cái quần rần ri vải caro nhé. Bữa nay bòn mót cho nên là đồ nó cũng không có đẹp nữa. Có nào xào cái đó, giá lao động cực rẻ, về bận đi chơi được, đi lao động được nha nhé. Anh em nếu không chê thì mình theo dõi like nha. Cái bụng là 98. Dài quần 108. Caro đẹp nhá. Dùng cái đùa con này á. Nhưng mà nó bị lủng mấy cái lỗ mắt mắt này. Hay mấy cái lỗ lâm tâm này. Nó lủng lâm tâm rồi đó. Lủng lâm tâm nha. Ở đây nó bị lủng này. Hai lỗ. Bên này nè em. À. Chỗ này nữa này. Nó lủng mấy lỗ nhỏ nhỏ thôi. Đằng sau thì đều đẹp, nói về cái màu của nó và chất vải của nó đang còn mới lắm. Nhưng mà chả hiểu ông này ông bận ham si.
bán rẻ 100.000 mà ăn 54. Em bận mà không nói gì, không ai biết đâu. Nó vừa mát nữa chứ. Chỉ có cái là mình nhìn gần thì mình thấy. Đúng không? Con này beo ạ. Beo mà tem này. 4 túi. Bụng của nó là 98. Bụng 98. Dài quần là 104. Vải nó dày nha em. Vải nó rất là dày nha. Vải này dày mà nó mát chứ không phải dày mà nóng đâu. Nhưng mà nó có hai lớp này. Có hai lớp, về anh em cắt giùm em cái lớp trong đi. Không sử dụng cắt lớp trong bỏ đi. Ở đây nó bung chỉ rồi. Ngay cái túi này nó bung chỉ rồi. Ở đây nó bị móc một lỗ, hai lỗ, ba lỗ rồi, móc lỗ rồi. Bung chỉ bán rẻ con này luôn nha. Em bán đây 200.000 đấy. 150 nhé, giờ bán 100.000 mã 57. 100.000 thôi. Trời xèo luôn. 100.000 mã 57 hết. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha. Anh em nào mà mua đồ sale đồ rẻ thì theo dõi like tối nay thôi. Bữa nay trở đi thì chỉ có bòn móc thôi. Còn cái lô hàng đẹp đó thì short cái nào em lên tiếp. Short cái nào ta lên tiếp nhé. Em cảm ơn và bye ạ.